Xin chào các bạn, như thường lệ chúng ta lại gặp lại nhau vào mỗi buổi sáng thứ sáu hàng tuần trong chương trình tư vấn sản phụ khoa online tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Các bạn thân mến, con cái luôn là niềm vui, niềm mong mỏi, là thành quả hạnh phúc của cha mẹ. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch còn non nớt và sức đề kháng còn yếu nên rất dễ mắc bệnh. Phần lớn các bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bố mẹ cần phải có kiến thức để có thể nhận biết và chủ động xử lý kịp thời để tránh những hậu quả đáng tiếc. Đó cũng là chính là chủ đề của chúng ta trong buổi tư vấn ngày hôm nay. Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến thương hiệu Phát Baby đã đồng hành cùng chương trình này. Sau đây, tôi xin kính mời tiến sĩ Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Điều trị Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên bắt đầu bài tư vấn với nội dung các bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin kính chào quý vị và khán giả. Tôi là tiến sĩ Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương ở đây. Hôm nay tôi xin chia sẻ về những bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh và cách phòng tránh. Bệnh thứ nhất là gọi là bệnh vàng da. Vàng da sinh lý thì xảy ra hầu hết với ở những trẻ mới sinh và thường xuất hiện ngày thứ hai sau khi sinh. Vàng nhiều khi trẻ được 3 đến 7 ngày. Trẻ vẫn ăn ngon, ngủ tốt, nước tiểu và phân vàng. Vàng da sinh lý thì thường không ảnh hưởng đến sinh hoạt của trẻ và không gây nguy hiểm. Và trẻ bị vàng da thì do khi nằm trong bụng mẹ, cơ thể có một lượng hồng cầu lớn. Và cái hồng cầu ở trong bụng mẹ đấy, khi ra ngoài đời thì phải thay thế bằng một cái hồng cầu trưởng thành, thì về hồng cầu nó vỡ ra. Vỡ ra giải phóng một cái chất mà chúng tôi gọi là bilirubin. Chất này sẽ qua gan xuống ruột và được đào thải ra ngoài qua phân, làm cho phân chúng ta có màu vàng đấy. Cái thứ hai là chất màu vàng này nó cũng được thải qua nước tiểu, làm cho nước tiểu cũng có màu vàng, cái vàng da. Nhưng vàng da bệnh lý thì sao? Vàng da bệnh lý này, nếu như khi cái chất màu vàng này, chúng tôi gọi chất bilirubin này, nó tăng cao quá, nó có thể ngấm vào trong não, gây ra ngộ độc và gây chết não. Như vậy là hậu quả của vàng da bệnh lý là có thể gây ra vàng da nhân não, đứa trẻ tử vong hoặc là di chứng đần độn tàn tật suốt đời. Phát hiện cái vàng da này bằng cách như thế nào thì như này ạ. Chúng ta phát hiện thì lên để trẻ nằm ở nơi có đủ ánh sáng. Đủ ánh sáng, nhất là cạnh cửa sổ đấy ạ, ở hoặc ở ngoài hành lang. Và bà mẹ có thể dùng cái tay của mình ấn vào da của trẻ 2-3 giây, thế xong bỏ ra quan sát nhanh, thì sẽ thấy cái da, vùng da đấy, mạch máu đi thì sẽ có màu vàng. Mạch máu có màu vàng. Vậy là nếu như các anh chị thấy chân tay đứa trẻ vàng thì phải đưa đến bác sĩ để khám xem quyết định có cần điều trị hay không. Phương pháp điều trị là như thế nào? Như này ạ. Đặc điểm cái bilirubin ở trong máu của đứa trẻ là cái chất có màu vàng có thể gây ngộ độc não đấy, thì nó lại được đào thải nhanh nhờ có ánh sáng, nhất là ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh. Như vậy phương pháp điều trị của chúng tôi là sẽ cho đứa trẻ cởi bỏ quần áo ra, che mắt lại và đóng bỉm, rồi để hở quần áo. Như vậy là da chiếu trực tiếp ánh sáng vào da là sẽ nhanh hết. Đấy gọi là phương pháp chiếu đèn. Cái thứ hai là giúp đào thải nhanh ra ngoài thì cho bú sữa mẹ. Bú được càng nhiều thì càng tốt, và bú mẹ càng sớm càng tốt. Thì đấy là phương pháp thứ hai là đào thải nhanh qua. Và đồng thời qua bú sữa mẹ thì đứa trẻ có đủ lượng nước tiểu để nó thải ra. Đấy là cái phương pháp điều trị là như vậy. Còn phương pháp thứ hai mà nó, nếu như trường hợp mà nó nặng hơn nữa, thì chúng tôi sẽ phải chiếu đèn cộng truyền dịch để tăng cường đào thải qua nước tiểu. Phương pháp thứ ba, nếu đứa trẻ nặng hơn nữa thì có thể chiếu đèn truyền dịch cộng với thay máu. Thay máu để giảm nhanh cái nồng độ bilirubin ở trong máu để nó không ngấm vào não. Đấy là phương pháp, đấy là thứ ba. Như vậy là phát hiện mà sớm thì chỉ cần chiếu đèn không thôi. Đấy gọi là bậc 1.
Thế vậy gia đình phòng như thế nào thì vậy là hồng cầu của con tan giải phóng ra chất có màu vàng gọi là bilirubin. Bilirubin sẽ hết nhanh nhờ có ánh sáng, đúng không? Như vậy là sau khi đẻ xong, mẹ và con lên nằm ở phòng sáng và thoáng. Cái thứ hai là bilirubin sẽ thải nhanh qua phân và nước tiểu. Như vậy là mẹ ăn đầy đủ thịt, cá, tôm, cua, trứng, sữa, dầu mỡ, hoa quả để đủ chất và nhiều sữa cho con bú. Cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ và cho con bú sớm ngay sau khi sinh. Đấy là phương pháp phòng tốt nhất. Phát hiện sớm cũng là một cái điều phòng được tốt nhất. Như vậy là hàng ngày bà mẹ có thể kiểm tra cái vàng da của con. Nếu thấy vàng ở chân và tay thì báo ngay cho bác sĩ để tránh hiện tượng nguy hiểm. Đấy là phương pháp phòng và điều trị về vàng da cơ bản là như vậy. Bệnh thứ hai cũng tương đối phổ biến ở trong dân gian gọi là tắc tuyến lệ. Bản chất ở đây hay gọi là tuyến lệ bị chặn. Bản chất là nó do đây là ống dẫn nước mắt từ mắt xuống mũi bị tắc. Ở trẻ nhỏ thường bị tắc vì trẻ cũng nhỏ mà, khi chúng ta khóc nước mắt ra thì nó sẽ trào xuống cả nước mũi, là như vậy đấy. Như vậy là đấy là do cái đường của nước mắt chuyển xuống mũi, chúng tôi gọi là đường lệ đạo, bị tắc. Và một số biểu hiện khi tắc tuyến lệ là như thế nào thì gây ra trẻ sẽ bị chảy nhiều mắt, chảy nhiều nước mắt, và thông thường thì cái nước mắt này nó ra nó kèm theo có rử, gây ra hiện tượng mắt kèm nhèm. Một số trẻ nếu mà viêm nhiễm thì có thể đôi khi mí mắt sưng ở hai bên hoặc mắt có tình trạng đỏ hoặc viêm kết mạc ở mắt này. Đấy là những biểu hiện của trẻ. Như vậy là phương pháp điều trị là như nào? Như vậy là nếu như có rử mắt và nước mắt nhiều ở hai bên bờ mi và ngay trong cái khóe mắt đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng nước sạch cộng với một miếng vải mềm xô hoặc đôi khi cái bông cũng được, lau sạch rử màu vàng ở hai bên mắt đi, lau sạch. Và có thể làm nhiều lần trong ngày. Nhiều là bao nhiêu? Có thể từ đến 5 lần một ngày. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng nước muối 9 phần nghìn nhỏ vào mắt để làm sạch và mát xa nhẹ nhàng ở góc trong mắt của trẻ. Đây ví dụ như tôi đang mát xa mắt trong như này, các bạn day lên day xuống như thế này. Đấy là một cái điều mà làm cho tuyến lệ hầu hết nó thông. Trong trường hợp đã dùng khăn mềm, nước sạch, lau mắt hàng ngày, cái thứ hai dùng nước muối 9 phần nghìn nhỏ mắt và massage góc trong của mắt mà tình trạng kèm nhèm mắt vẫn không đỡ, thậm chí một số có biểu hiện của sưng lè mắt hơn, thì các bạn cần phải đưa trẻ đi đến bác sĩ để khám. Có thể trong trường hợp này cháu cần phải nhỏ thuốc kháng sinh và sử dụng. Nhưng hầu hết 80% tắc tuyến lệ có thể sử dụng nước muối 9 phần nghìn và khăn sạch, bông sạch, lau như thế cộng massage mắt khỏi trong 5 đến 7 ngày. Nên chúng ta chú ý như vậy. Một số bệnh thường gặp nữa đấy là sặc sữa. Sặc sữa cũng tương đối gặp, hoặc đôi khi đứa trẻ lớn có thể gây sặc bột. Nguyên nhân thường là do bé bú không đúng tư thế. Ví dụ như mẹ chỉ ôm đầu đứa trẻ hoặc cho trẻ ngậm bắt vú mà không đúng, chỉ ngậm một ít núm vú gây ra hiện tượng hơi vừa bú vừa chọp chọp là hơi vào bên trong. Nên vậy là trẻ dễ bị nôn chớ.
Nguyên nhân do bú không đúng, vậy chúng ta sẽ phải thực hiện cho bé bế đúng bằng cách là mẹ bế hướng mặt trẻ về phía bầu vú, đầu thân về thẳng hàng, bụng trẻ sát với bụng mẹ và dùng tay nâng bầu vú và đưa cả bầu vú về miệng trẻ do để cho vú, và hạn chế cười đùa trong khi cho trẻ bú. Nếu trẻ sặc thì sẽ làm cách nào để xử lý? Thì ngay lập tức như này ạ, các bạn hãy dùng miệng của mình hút mạnh vào miệng và mũi của trẻ. Động tác này làm càng nhanh càng tốt, thì hầu như sau khi động tác hút này thì sữa sẽ ra ngoài. Cái thứ hai là các bạn có thể, khi đứa trẻ đang được bế tư thế như tôi đang bế như thế này, thì cái tay cố định nâng đầu của vào cổ đứa trẻ như thế này, thế và lật sấp trẻ xuống, lật sấp trẻ xuống dưới, đặt xuống dưới này, tay để xuống một nền cứng, xong các bạn vỗ 5 cái vào bả vai như thế này, thì hầu hết đứa trẻ khóc được tốt. Một phương pháp nữa các bạn có thể dùng, không dùng tư thế sấp mà dùng tư thế ngửa, thì ngay lập tức hai tay ôm phía trước trẻ như thế này, đặt trẻ xuống chân hoặc một nền cứng, chúng ta đầu nghiêng sang một bên và để thấp, có thể dùng khăn hoặc bất kỳ một cái vải mềm nào lau sạch miệng mũi của trẻ, thực hiện động tác hút miệng mũi lần thứ hai, hút như thế này và sau đó ấn 5 phát từ dưới chỗ mũi ức lên trên, 1 2 3 4 5. Phương pháp thứ hai này thì chúng tôi gọi là phương pháp ấn ngực, còn phương pháp vỗ lưng như vừa rồi thì đấy gọi là phương pháp vỗ ở lưng. Thì hầu hết các cháu thành công, không lên vội vàng đưa đi ngay bệnh viện khi chưa xử lý hết sữa ở miệng và mũi trẻ. Sau khi thấy trẻ khóc thì các bạn đưa trẻ đến bệnh viện. Tại bệnh viện bác sĩ sẽ khám nghe tim phổi. Nếu không có biểu hiện của viêm phổi thì về theo dõi tiếp. Trong trường hợp nếu có viêm phổi sau sặc sữa, bác sĩ sẽ sử dụng thuốc sớm và an toàn cho cháu. Một số bệnh về da, tiếp theo là mọi bệnh về da. Ví dụ như là viêm da thể tạng thì có khoảng 15 đến 20% trẻ sơ sinh có thể bị viêm da thể tạng. Đây chính là một dạng nó gọi là eczema thể tạng hay gọi là tràm thể tạng đấy ạ. Rất hay gặp trẻ 3 đến 6 tháng tuổi. Biểu hiện nốt mẩn đỏ, ngứa, da khô, thậm chí có một số tiết nước vàng gây khó chịu và đóng vẩy xuất hiện. Bệnh thứ hai là ban đỏ ở mông. Ban đỏ ở mông xuất hiện nhiều trong năm đầu tiên của trẻ, cũng gây ra sự khó chịu phần da mông vì nó nhạy cảm và gần những cơ quan bài tiết những nguồn kích thích và nhiễm trùng, nên gây ra đứa trẻ có thể gây loét hoặc là gây ngứa, gây khó chịu cho trẻ. Trứng mề đay, đây có hiện tượng gọi là dị ứng. Nang kê, cũng có tới 20% số trẻ sinh ra bị nang kê. Đây là hiện tượng nó gọi là trứng cá ở trẻ sơ sinh. Đây là những mụn trắng nhỏ chủ yếu nó xuất hiện trên vùng mặt, thậm chí một số thì ở vùng sau lưng. Và rất nhiều bố mẹ lo lắng khi thấy làn da này lại không mềm mại, của con không mềm mại như những trẻ khác mà nó có những mụn này. Và những hiện tượng nang kê như này thường gây ra đứa trẻ đôi khi cũng khó chịu. Hiện tượng rôm sảy, khi mùa hè hoặc thường xảy ra vào mùa nóng, một số những trường hợp cũng xảy ra vào mùa đông hoặc mùa thu,
Nguyên nhân do mặc nhiều quần áo và để trong phòng ấm thì cũng giống như mùa hè rôm sảy. Đầu tiên là những cái mụn nước ở trên trán, ở cổ hoặc ở các nếp da. Đôi khi những mụn này nếu to thì có thể gây ra mẩn đỏ, mẩn đỏ hoặc nhiều, và thậm chí có một số đứa trẻ còn có gây ra hiện tượng mụn mủ. Đấy gọi là hiện tượng rôm sảy. Hăm kẽ, hăm kẽ những nơi da ẩm ướt, ví dụ như ở cổ, nách, bẹn, bìu, ở đùi. Đây là những vùng da chúng tôi gọi là ẩm, nhiều nếp nhăn. Quan trọng là phải giữ được cho khô da. Như vậy là tất cả những hiện tượng rôm sảy này, hăm kẽ này, nang kê, rồi viêm da, chạm về tạng vừa tôi giới thiệu đấy, phòng tránh bằng cách nào thì như này ạ. Nguyên tắc để phòng tránh và điều trị: tắm rửa sạch cho trẻ hàng ngày bằng nước sạch và xà phòng, hay còn gọi là dầu tắm gội của trẻ em, hàng ngày tắm rửa. Hai là mỗi lần trẻ ỉa đái thì lên sử dụng cái xà phòng tắm gội trẻ em đấy, rửa với nước sạch, sau đó lau khô để thoáng, tức là để cho trẻ cởi chuồng ấy, chúng tôi gọi là để thoáng. Để thoáng 20 đến 30 phút ra ngoài thì trẻ thích như vậy. Và sau đó đóng bỉm dưới 3 giờ thì hầu như những cái bệnh về da sẽ khỏi. Tránh để đứa trẻ quá nóng gây hiện tượng rôm sảy hoặc là những hiện tượng có thể viêm da, mụn mủ do thời tiết nóng, thì lên mẹ mặc như nào thì con cũng được mặc như thế, và không lên sử dụng quá nhiều những đồ ấm cho trẻ, không cần thiết. Một số bệnh khác lây nhiễm có thể gặp, ví dụ cảm cúm. Đây chúng ta sẽ gặp cảm cúm. Cảm cúm là một bệnh khá phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nguyên nhân là do virus cúm hoạt động gây qua đường hô hấp, chủ yếu gây qua đường hô hấp. Đấy là hít thở ra hàng ngày bằng những giọt bắn nhỏ và đứa trẻ hít phải. Cúm sẽ lây mạnh vào những nơi chật chội, đông người, ít thoáng khí. Biểu hiện của cúm, đứa trẻ thường ho, sổ mũi, hắt hơi, sốt, đôi khi có thể gây viêm phổi nguy hiểm, làm trẻ bú kém, ly bì. Như vậy là cúm thì nó lây qua đường hô hấp, đúng không ạ? Ở những cái ly chật chội, ít thoáng. Như vậy là phương pháp phòng của chúng ta là như này ạ. Lên để trẻ và mẹ nằm ở trong phòng thoáng và sáng. Cái thứ hai là ít người tiếp xúc, hạn chế tiếp xúc với đông người. Cái thứ ba là những người mà đến tiếp xúc với trẻ thì phải rửa tay sạch, lên đeo khẩu trang cho trẻ thì sẽ được hạn chế được vấn đề lây cúm. Và đấy là một số bệnh mà tôi xin giới thiệu với các mẹ. Bệnh thứ nhất là vàng da này. Vàng da sinh lý thì xảy ra phổ biến, nhưng vàng da bệnh lý cũng có thể xảy ra, thường xảy ra trong 3 đến 7 ngày đầu. Vàng da bệnh lý cần phải điều trị. Phương pháp điều trị đấy là chiếu đèn truyền dịch hoặc chiếu đèn truyền dịch và thay máu, cơ bản đấy. Những phương pháp phòng để vàng da: một, mẹ và trẻ nằm phòng sáng và thoáng. Hai, cho trẻ bú mẹ sớm, mẹ ăn đầy đủ tất cả mọi loại thức ăn để con có sữa mẹ để thải nhanh qua phân và nước tiểu. Cái thứ ba, mẹ có thể khám phát hiện sớm ở những nơi đủ ánh sáng bằng cách tay ấn vào mặt da của trẻ. Nếu thấy vàng ở chân và tay thì đưa đi bác sĩ khám sớm. Đấy là phương pháp phòng của mẹ. Bệnh thứ hai là tắc tuyến lệ. Nguyên nhân là do trẻ nhỏ thì đường tuyến lệ từ mắt xuống mũi dẫn nước mắt hẹp,
và hẹp nên vậy là dễ bị tắc. Cách điều trị chúng ta sử dụng khăn mềm và nước sạch lau mắt của trẻ hàng ngày, vệ sinh cho mắt cho trẻ. Sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ mắt của cháu và có thể ray góc trong của mắt. Làm như vậy ngày 5 đến 6 lần một ngày thông thường là khỏi. Nếu sau 7 ngày mà trẻ không thấy đỡ thì lên đưa bác sĩ, có thể trẻ sẽ cần phải thêm thuốc để sử dụng. Đấy là tạm bài tắc về tuyến lệ. Cái thứ ba là sặc sữa, thường do nguyên nhân bú không đúng, tốt nhất cho bú đúng. Trong trường hợp nếu như trẻ có bị sặc, dùng miệng hút sạch ở mũi và miệng của đứa trẻ sữa đi. Và cái thứ hai, có thể sử dụng một phương pháp vỗ lưng hoặc ấn ngực để cho sữa trào ra ngoài và đứa trẻ có thể khóc được. Khi trẻ khóc được, đưa đến bác sĩ để khám kiểm tra phổi cho trẻ. Đấy là bệnh thứ ba. Và một cái bệnh nữa chúng ta có thể gặp, đấy là những bệnh về da của trẻ, gồm có viêm da, nang, tràm, hăm, rôm sảy. Những bệnh này thường tắm rửa sạch hàng ngày cho trẻ. Cái thứ hai là ỉa hoặc đái, lên sử dụng xà phòng và nước sạch, rửa sạch, lau khô, để thoáng và đóng bỉm dưới 3 giờ là hầu như là khỏi. Và một số những bệnh khác thì cúm, nguyên nhân cũng thường do để trong môi trường chật chội, đông người hoặc có bệnh. Cách phòng trừ đấy là ít tiếp xúc, để phòng sáng thoáng và đeo khẩu trang, rửa tay sạch hàng ngày khi tiếp xúc với trẻ. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đã chú ý lắng nghe. Vâng, sau đây thì các mẹ hoặc các quý vị có câu hỏi gì thì tôi xin trả lời ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Minh Trác đã có một bài giảng rất hay và bổ ích. Thì hiện tại chúng tôi đang nhận được một số câu hỏi của quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Câu hỏi đầu tiên, thưa bác sĩ, con tôi đã 15 ngày tuổi, chưa rụng rốn, tôi thấy rốn bé còn ướt, chảy dịch vàng, bé vẫn bú tốt, vậy tôi phải làm sao ạ? Thông thường thì rốn rụng 7 cho đến 10 ngày, một số trẻ có thể rụng sớm là 5 ngày, nhưng không qua được 10 ngày. Nếu 15 ngày cháu vẫn chưa rụng rốn mà lại rốn chảy mủ có ướt thì cần phải có bác sĩ chuyên khoa sơ sinh để khám. Và như vậy là anh chị nên đưa cháu đến bệnh viện để khám. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Có một câu hỏi tiếp theo của một bạn quý vị khán giả. Em chào bác sĩ cho em hỏi. Con em hiện 13 tháng tuổi, phát hiện vùng cổ bé có cục gì nhỏ dưới da, sờ thì di động, có nguy hiểm không ạ thưa bác sĩ? Có một cục ở vùng cổ dưới da, chị mô tả như vậy thôi, thì chúng tôi không biết được đây là u hay đây là hạch ở vùng cổ, hay là chỉ là hạch thông thường. Và cái nếu hạch thông thường nó còn liên quan đến vấn đề viêm nhiễm ở vùng đầu, như vậy cháu cũng cần phải đến bác sĩ để khám mới xác định được cái này. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Có một câu hỏi tiếp theo rất là hay. Chào bác sĩ, con tôi bị vàng da 3 ngày tuổi, hiện đang rọi đèn điều trị vàng da tại khoa. Bác sĩ cho tôi hỏi khi nào con tôi được xuất viện và khi về nhà con tôi cần chăm sóc bé như thế nào ạ? Vâng, 3 ngày vàng da là cũng đúng rồi. Vì cái vàng da cũng thường gặp ngày thứ 3 đến ngày thứ 7. Như vậy là 3 ngày cháu đang được chiếu đèn. Và thông thường những trẻ này sẽ được chiếu đèn 2 đến 3 ngày. Sau chiếu đèn 24 đến 48 giờ để bác sĩ sơ sinh theo dõi, nếu không vàng trở lại thì yên tâm ra viện và trẻ sẽ được khám lại thường quy theo bác sĩ. Đấy là trong một tuần khám lại một lần. Như vậy là nếu trẻ 3 ngày, tôi dự đoán là chiếu trong 3 ngày là 6, xong theo dõi 2 ngày nữa, vậy là ngày thứ 8 nếu mà trẻ không bị vàng da thì có thể ra viện, và sau 10 đến 15 ngày thì khám lại. Đấy là như vậy.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Minh Trác. Hiện tại chúng tôi đang nhận được một số câu hỏi nữa của quý vị khán giả, nhưng mà do cái thời lượng chương trình nó có hạn nên là chúng tôi xin phép được trả lời vào những buổi tư vấn sau. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Minh Trác và công ty Phát Baby đã đồng hành cùng chương trình này. Xin được cảm ơn.